Ông nào đi ngang thấy đẹp trai đá nhiều một cái Thôi, thôi đã hết nổi đá nổi rồi, khô khan, khô rồi, khô gì bà nội bà rú ngoại mớm khô khan hết, hả, rú mớm khô khan hết, vú mớm khô chân ừ, không có ngắm nổi, mấy chả không ngắm, hả, da không mấy chả không ngắm, da không không ngắm hả, ừ. da có cục cái quyến rũ của da chứ trời, Trời ơi, quyết được gì, đích thu xương không? đích thu xương không Làm gì mà giờ được, giật mình, té bất tử. Nè, tôi tính cộng ngàn ngàn, tính hết nha. Dạ. Đường bà có nè. Dạ. Sữa bà có nè. Thấy không? Dạ. Thịt bà mua đem lại, người ta đem lại bán nè. Bà còn thiếu gì nữa? Đúng rồi. Ừ, còn muốn ăn rau cải thì Út đặng đem gì ở bán. Nó cho. Dạ. Ừ, thiếu cái gì? Đó. Bà rồi, hai nói đúng rồi đó, sao bà đi rồi cháu đâu? Nè. Rồi về cháu nè. Hỏi lại một một ly sữa nhiêu, yeah. 4.000 nha, yeah. Đâu phải uống sữa không, ngồi bàn mượn cái bàn ta ngồi hả, uống uống sữa không đã thì muốn uống ly khác, uống chai khác, thấy không, rồi tiền ở đâu xuất ra uống này, ê, đang nói về, hả, đang nói ai, bà Tư hả, tiền đâu mà xuất ra uống, dạ, yeah. Còn nhà là sữa nè, dạ, yeah. Đường nè, dạ, yeah. À, đâu có thiếu thốn gì, bà có gì là đem ra. Tôi nói cứ đem giờ uống bà cứ ăn uống đi. Tôi nói bậy chó đái đầu tôi. Phải không? Dạ. Như tôi là ai ăn tiền tôi được. Dạ. Tôi cũng có đường nè. Cũng có bột ngọt nè. Cũng có đồ ăn nè. Đó. Rồi ai ăn tiền tôi được. Không lẽ lợi cái ghế không trả tiền. Dạ. Đặt đít xuống ghế cái là tốn tiền rồi phải không? Nó đặt cái quán ra nó đâu có ngu gì hơn mình. Dạ. Phải không? Nó cũng tính trời đó. Kêu trễ là nó không đem nữa đó. Chứ không phải chơi đâu. Kêu không đem chèo cũng giống nó ngồi. Trời ơi gặp tôi thôi. Thôi tôi không uống đâu. Uống của mày vàng hay vậy. Tao về nhà tao uống. Làm gì làm cũng phải ra ngoài ngắm không khí trời xíu. Thôi tôi già rồi tôi không ngắm khí trời gì trơn. Thì ngó người qua kể lại. Ừ, thôi tôi đàn bà tôi không có đi lại thêm mấy thằng cha đàn ông. Trời ơi dầu gì dầu cũng có trai đi qua đi lại rồi mấy người này người nọ đi qua lại mình ngắm cũng được dạ. Thôi ngắm mấy thằng cha cho ấy đâu tôi cũng chịu. Ở đây giờ bà chứ có ngắm hả mấy cái chiếc ghe thôi cho bà ngắm đây đâu. Tôi dòm ta ghe lúa đồ bậy bạ rồi cái rồi tôi nấu nước rồi tôi chăm tôi uống rồi tôi ngồi dựa đây à. Rồi tôi mở cái máy tôi nghe rồi niệm dạ. Phật ha. Ai cười tôi. Thôi bây giờ nè sẵn là con mời hai bà đi ra ngoài quán ngồi uống cà phê với con nè. Thôi không đi không đi. Đi không có nổi. Mình ngồi ghế cái mình dựa vô ha, mình rít điếu thuốc ha. Ở đây đó. Ở đây à. Mình ngắm người qua cả lại ở mà biết đây đâu trong ngắm đó đâu có một người mà vừa ý với ngoại sao? Dòm có người ta chạy mấy lúa này kia nọ dòm được rồi, đi đâu mà ngắm nữa già rồi ngắm cái gì? Ủa ông nào đi ngang thấy đẹp trai đá nhiều một cái. Thôi. Thôi. Đá hết nổi. Đá hết nổi rồi. Khô khan. Khô rồi. Khô gì bà nội? Vú mớm khô khan hết. Hả? Vú mớm khô khan hết. Vú mớm khô chân hả? Ừ, không có ngắm nổi. Mấy chả không ngắm. Da không mấy chả không ngắm. Ừ, da không không ngắm hả? Ừ. Da có cục cái quyến rũ của da chứ trời. Trời ơi, quyết được gì? Đứt thu xương không? Đứt thu xương không? Làm gì mà giờ được? Giật mình, té bất tử. Đứt thu xương không? Da không ngắm gì hả? Thiệt xương không thiệt. Ngồi cấn ghế không chết. Già cũng có cái thú vui của già chứ trời. Thôi không có ai chứ bà không có rồi. Sao có cái thú vui rồi. Giờ vui vậy đó. Có tiền ăn, ở nhà uống. Rồi ngồi gói nghỉ. Không thôi mở mở đài nghe. Vậy à. Rồi nhà vô thì quét. Quần áo dơ thì giặt vậy thôi chứ không có ngắm gì nữa cho ngắm hết nổi. Ngắm hết nổi phải không? Ừ. Giờ đi qua mình cũng giả bộ mình làm lơ luôn chứ không có thèm dòm đúng không? Không có dòm. Không có thèm đá lông gieo luôn phải không? Dòm mấy thằng đá lông gieo nó nói cho bà ăn.
cho bà ăn uống. Rồi hả? Ừ, nó ghét tôi rồi, nó nói cho mấy bà ăn uống để mà nó cho người ta làm phước, kể nó giá chứ. Tính ra bà hai cái chân mà cũng dài chứ bộ, cũng đẹp lão lắm chứ nè. Ồ, cái này mà ra ngoài quán hả, ngồi hồi là thôi nó bù nhấp luôn á. Gùi nó bù hả? Rồi bù. Gùi nó bù, mấy gùi đen nó bù nhấp nha. Trời ơi. Gùi bù. Chân thì dài coi kìa, miên man luôn. Bữa nay mặc váy quần bông nữa. Trời, gương mặt của ngoại hai hả, y như là gì nè. Cái hả? Mấy diễn viên của Hồng Kông vậy đó. Trời ơi, không dám. Sợ không chết. Y rang luôn, y như diễn viên Hồng Kông luôn á. Hồi mấy bữa nay mình đi thử đi. Thôi biết, biết đầu viên nó đến sao chạy. Thôi không dám đi. Hả? Đi không dám đi. Dạ dạ, chứ cũng vui chứ bộ, hủ hỉ với nhau. Thôi. Mấy con rủ bà Tư đi à. Rủ bà Tư đi đi. Bà Tư thấy vậy cũng còn mất rượt nữa chứ bộ. Ừ. Ha. Bà Tư bà thấy sao, bà tả bà Tư coi. Thôi cháu tả đi, bà ở đây tả hoài. Không phải, mới nãy ngoại hai mới tả về ngoại hai rồi, bây giờ bà ngoại hai tả về ngoại tư rồi. Tôi đâu biết gì tả. Trời ơi, bà giàu gì giàu cũng sát vách với nhau cũng có dòm dòm qua rồi mà. Dòm qua dòm chứ ý của bà ai biết. Giờ đi ngắm đi uống cà phê không bà ngoại ngoại tư? Không, không đi. Tôi cũng không đi. Không. Ở nhà có nước đá rồi, có tủ lạnh để nước đá uống rồi không đi. Không có đi ngoài. Có đá rồi ha. Ừ. Thèm cà phê, bây giờ có cà phê bịch nè. Thèm sữa, có sữa bịch nè. Đó, rồi nước đá có sẵn luôn rồi nè. Muốn gì nữa giờ phải không? Ra ngoài tốn tiền hả ngoại hai? Tốn tiền chứ không tốn. Ngoại tư chắc ra ngoài cũng hay uống nước lắm hả? Sao không uống? Bà uống cái gì? Thì đi rồi gặp thầy uống. Có rồi. Đi thì uống trà đường mà ngài không có đi. Trời ơi, trà đường hả? Ở nhà pha cái có liền hả ngoại hai? Ừ. Ra ngoài 10.000 ly. Ừ. Tốn tiền quá. Ở tụi nó hay cất quán ra, nó đâu có phải nó cất giùm cho mình đâu. Dạ. Kéo ghế ra là nó hỏi uống chi rồi. Ừ. Dạ dạ, uống gì dạ? Ừ. Cho bà cụ ơi, uống gì? À. Là mình phải kêu rồi. Không lẽ nói tôi không uống. Tới quá mà không lẽ uống. Cho tôi ly trà đá. Thì tốn tiền. Có 2.000 chứ nhiêu. Không phải 4.000 hả? Ly trà đá. Ừ. Trà đá có 2.000 hả? 2.000 hả? Ừ. Người uống trà đường á, trà đá đường mới 4.000. Uống không đã rồi. Trà đá đường 4.000. Uống không rẻ chứ hả? Ừ, trà đá đường đi 4.000. Uống không đã thì mua uống trà đá 2.000. Ừ. Gì đường vô trà đường mà 4.000. Ờ có 4.000 à. Ở đâu bán? Tôi uống cái quán đó, cái quán ngang quỹ ban đó. Dạ hả? Ừ, chứ cửa quỹ ban đó tôi uống có 4.000 à. Trời ơi, ở Sa Đéc con uống hả, ly trà đường 10.000 mười mấy ngàn không đó. Nhưng mà ở bển khác, bên đây khác. Trong thành khác, thành nó bắn mắt. Thôi giờ đi uống trà đường nè. Thôi bà Tư con đi. Bao bà Tư đi đi. Đi uống trà đường. Uống cho nó rẻ. Thôi. Đi nào. Ăn cơm rồi. Hả? Ăn cơm rồi. Ủa gì ăn cơm sớm chứ vậy? Ăn cơm sớm, chiều ăn cơm sớm. Đi ông nó đội nón rồi kìa. Thôi bà đi đi, tôi không có đi. Bà lâu đi. Lâu đi với cha đẹp bữa rồi. Thôi. Bà đi đi. Con đi con bảo vệ chưa? Thôi. Thôi đi đi, hai bà mới đi, đi mình không đi đâu. Thôi bà đi đi. Tôi không biết đi quá. Đi với hai bà người ta còn thương, mà đi với một bà nữa người ta ta nghi. Kệ tao nghi. Rồi sao? Quyết định. Đi không? Không. Đội nón kìa. Ừ thì đội nón thì ba đi đi. Chị đi với tôi. Không. Thôi bây giờ nè bà Tư ơi, bà vô bà thay đầm giùm con đi bà Tư. Hai chị em mình đi. Không. Không đi. Không đi rồi. Tôi không có đi mà. Vô thay đầm. Mặc đầm đi. Mặc đồ đầm đi. Ừ. Thôi. Bà có đồ chứ bộ. Thôi tôi cũng có. Đi không? Đi hai chị em mình đi. Không tôi cũng đi. Đi mình mà. tôi không bây đi. Giờ nè, bây giờ không đi cũng được nữa mà giờ hai bà vô chổng thay con cái đầm coi mặt đẹp không? Trời ơi, đâu đây không có cái đầm. Thôi bà tôi mới có yêu kìa. Không có mà. Có không bà. Tôi có quần rách quần cũ không mà không có đầm. Thôi mệt quá hả? Giấu hoài. Thiệt. Rồi ở trên giường của ngoại hai hả, một đống đồ luôn kìa.
đóng đồ là gấu ơi gấu nằm gấu ôm. Rồi bà Tư có cái đầm nào không? Không, không có, hồi nào giờ không có, không biết cái đó. Mặt đầm không? Không. Bây giờ mặt đầm rồi. Không, con bữa nào con kêu chân nó mai cái đầm hả, đầm tăng thôi, vô. Thôi, già rồi bận đầm gì? Ta trẻ rồi bận coi được, còn mình già rồi. Già già chứ mặt nó vô cũng thôi. Còn quyến rũ đó chứ bộ. Ta cười chết. Cười cái gì mà cười. Thôi. Bữa nào con kêu chân á, mai cho hai ngoại cái đầm. Mà xẻ hả là lên, xẻ ngay chỗ mông rồi nè. Xẻ tuốt cho nên xẻ xuống luôn. Thôi thôi, ta cười chết chị bận ơi. Không nó mua cho kìa. Thôi, bà kìa, bà đi được kìa, còn tôi không cái có đi. Cái tướng của ngoại hai ha, mặt sườn xám á, đẹp lắm á. Thôi tôi nó không xẻ, nó họ xẻ bên hông, nó xẻ từ cái mông, họ xẻ xuống, trời ơi, đi với hả, đưa chân dài miếng mang luôn. Ốm xanh xương hà sứ. Hả? Ốm xanh xương hà sứ. Xanh xương mà còn hà sứ là cái gì bà nợ, bà ngoại? Còn cái xương không à. Không có thịt. Dạ hả? Ừ. Rồi trời, xương xương cũng có đẹp đẹp của xương chứ trời. Trời, móng tay nè, đẹp hết chứ, để móng tay nè. Trời ơi, cũng còn điệu lắm chứ bộ. Rồi giờ hỏi quyết định đi không nè? Không. Giờ nãy hả bắt đầu là có trai đi qua đi lại á, mình ngắm. Giờ bà hết thấy đường ngắm rồi. Mới nãy con nghe ngoại nói cái vụ mở hả, cái gì nè, da rồi còn ấy gì nữa hả? Rồi ở gì xương khu gì tùm lum đó. Ốm xương khu rồi rồi. Đâu còn gì nữa. Da với xương khu không. Còn làm ăn gì nữa hả? Ờ. Lợi nó đuổi không mà. Già đi hết chút ít rồi. Ừ, rồi. Đi không kịp, nó đuổi đi không kịp. Bà này khô như khô mực. Ừ. Kiếm tôi chi. Ừ. Đi về không kịp. Rồi thì cỡ như là đi qua coi hai ngoại sức khỏe làm sao á, hổm rồi ăn uống làm sao, sẵn điều tra bà hai sao, bà Tư luôn á. Bữa nay hơi buồn bà hai, nhưng mà bây giờ bà hai sẽ nhớ ha. Thấy bà hai. Ừ. Lần sau qua là bà cháu mình hãy gặp nhau là phải hỏi thăm trước nha. Ừ. Có một cái hãy có tủ lạnh mà chưa qua đây nào mà có được ca trà đá uống trời. Hả? Có ai làm đâu mà có. Tự giờ khát nước muốn chết luôn á. Có làm không? Bà đi làm trà đá cho nó uống kìa. Thôi, giận rồi. Một khi nó nói là nó giận rồi. Ngồi đi uống bia. Vậy chứ uống lon bia không say đó. Thôi con biết rồi. Còn tư say, tư uống không được. Bà hai là hả, chùm giang hồ mà. Chùm sống mắm mà. Đó bà hai. Không biết à. Hả? Không biết. Phải không? Không biết. Sao không biết? Không, hỏi thiệt nè, hổm rồi hai ngoại còn nhớ nhớ con không? Nhớ. Có nhớ Mạnh Thường Quân không? Nhớ. Nhớ chứ. Mà nhớ kiểu sao, nhớ kể con nghe coi. Thì nhớ ở đâu hôm qua thì trong cháu đó hôm qua sợ bỏ tôi với bả. Thì con dự định là bữa nay xong rồi bỏ luôn á, chịu không? Không. Hả? Không. Không chịu, bỏ luôn. Sao hả? À, con cháu qua nó vui. Tại vì hai bà hả, giờ hết duyên rồi. Hả? Hai bà còn duyên không? Không có duyên rồi, trở về già. Hả? Trở về già. Trở về già sao con chưa hiểu? Trở về già là ốm hết duyên rồi. Hết duyên ha. Ừ. Hả, con nói duyên với cộng đồng kìa. Biết tại sao mà hết duyên không? Đi vô mà hai bà ngồi vậy không hề còn gì duyên nữa. Bây giờ nè là bơn dọn hai cái ghế, hai cái bàn ra. Hai bà đứng thủ thế đi. Ừ thôi. Sắn ba gà vô. Biết sao mà thủ thế. Bây giờ mới vậy mới duyên lại á. Biết sao thủ thế. Rồi không mấy giờ nè dẹp cái bàn đi. Săn quần, săn áo lên. Gì vậy? Quýt lộn. Đánh lúc trước là đấu khẩu, còn bây giờ là đấu tay đôi luôn. Đấu không là nổi. Không có, nữa. Không có đấu nữa. Quýt thì cho con biết con bà nào khỏe. Quýt không nổi nữa. Thì á, đứng dậy làm thử coi. Có bà nào thắng? Hồi cháu đi là vợ cháu về chưa? Dạ chưa. Rồi vợ con 5 giờ chiều mới về, còn con đi 3 rưỡi mà. Thì sao? Sao muốn nhớ nhớ đó hả? Rồi ai nấu cơm cho mấy cháu ăn? Thì Trân về, Trân nấu.
Vậy sao? Dạ 5 giờ về rồi, khoảng 6 giờ 6 rưỡi nó có đồ ăn rồi. Không đè thèm đồ ăn ở trên không ngoại? Hả? Hả? Không đè thèm đồ ăn của trên không? Cũng thèm hả? Thèm gì đâu, nói con nghe coi. Chè đậu. Cái gì mà chè? Chứ cháo hả chè? Chè đậu hả? Cháo gì cũng được. Không phải bây giờ thèm gì nè, để bữa nào ông kêu trên qua. Nêm qua nè, hai ngoại tư. Thèm gì? Chè đậu trắng. Rồi, bà tư, bà hai thèm gì? Ăn đậu trắng đi. Hả? Ăn đậu trắng đi. Đậu trắng hả? Chè đậu trắng hả? Đậu trắng. Rồi con sẽ kêu chân nấu chè đậu đỏ. Cũng được. Miễn có ăn thôi. Nè. Chè, quên chè đậu đen. Chè đậu đen nước cốt dừa được cát trắng. Quên, hai ngoại có uống nước nước cốt dừa được không? Được. Chè? Được. Không, không có cái đó, không biết cái đó ăn. Cái gì chè phải có nước cốt dừa chứ? Cốt chè có nước cốt dừa. Nó mới ngon chứ. Nó béo. Béo. Ủa bà Tư không ăn nước cốt dừa được sao? Ăn mà nhưng mà chưa có ăn cái đó hết chị hai. Chè nước cốt dừa mình chưa ăn phải không? Sao bà không ăn? Bả bữa ăn cháo có nước cốt dừa luôn nè. Có sao không? Có nước cốt dừa. Có nước cốt dừa mà. Ăn cháo đó, ăn cháo lá dứa đó. Bữa bạn cháo đậu hay là cháo gì đó nó cũng hay có nước cốt dừa lắm. Ăn chè gì cũng có nước cốt dừa cho đấy. Cháo lá dứa lại với cá con kho khô á. Thôi bây giờ con thăm hai ngoại thì hả biết rằng bữa nay thì bà Tư bả về rồi, bà hai bả vui rồi. Nhưng mà trong cái vui đó cũng còn những cái bực tức trong lòng. Thì bữa nay nói ra hết vậy đó, bà hai khỏe chưa? Khỏe à. Thì có chuyện gì bà mét con nha. Con sẽ qua con xử bà Tư liền. Nha. Bà không đi vậy xong. Đi hoài vậy. Nhớ không chết à. Bữa hả tự nhiên cứ qua đây không gặp bà Tư. Bởi vì bà hai bà nằm ở chổng á. Bà năm mô về rồi bà. Năm mô về rồi bà. Tao không gặp cái gì phơi đồ và ma cắn u sùi ở tùm lum lá cho con sợ á. Phải không? Tự nhiên dứt 6 giờ tối rồi tự nhiên nằm giỏng đông đưa đông đưa. Có bà già thì bà nhăn nheo rồi bắt đầu miệng bà nhai ướn chết à. Rồi chúc hai ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mình chúc cô chủ chị.